của chúng ta đến đây là kết thúc. Tôi chúc các em sinh viên sẽ có một kỳ nghỉ Tết thật vui vẻ. Nhớ là đừng quên chúng tôi dạy nghe chưa? Vâng ạ. Chúc con Tết vui vẻ. Chúc con Tết vui vẻ. Phải quên, phải quên. Về tận Lào Cai năm lốp, thêm cây đào là 7 lốp. Eo gì mà đắt vậy anh, 300 đi thì mấy bố lên xe. Làm gì mà anh nóng thế, sinh viên nghèo này đảng đê. 50 liệu có được không, ok 50 mở bát cho ông. Đi xe đi nhanh em. Em đùa ấy thôi chứ em đi xe khách mà em có tiền taxi đâu. Nghèo lắm. Bye bye anh nhá. Chúc anh Tết vui vẻ. Happy New Year. Em về quê đây. Làm thêm được có mấy trăm, tiền bố kiếm bao nhiêu lâu, Tết tao mang về quê. Ôi chú em cứ từ từ đã nào, ngành tranh giá nó phải lên đồn. Thằng này là em của anh, tiền nó cướp anh sẽ đền. Ừ 600 anh có không, anh cho em 10 triệu luôn này. Ôi vãi nhỏ có thật không vậy, lấy không, không lấy thì anh về. Dạ em nhị anh nói điều, một phát có thêm mấy triệu. Nhà chú em chắc rất xa, vâng em trên Lào Cai. Nếu thích tiền cứ đi với chị nào. Em thích tiền, cảm ơn anh chị. Giờ đi đâu hả anh ơi? Đi đi anh không biết. Hey, lên xe, lên xe. Hay quá. Anh Quốc về, mẹ bọn kia mang hàng ra đây nhanh lên. Anh giới thiệu Long mới về, muốn kiếm thêm thu nhập cùng anh em ta. Em thích tiền, em thích tiền, đại ca cứ giao việc là em đi ngay. Đây chú mày, 5 gói hàng mang đến cho anh vinh lợi bền lòng tiền. Hàng gì với anh đen đen con điên tấm nhìn chỉ cần giao đi thôi. Ừ thì không xem xê ra ông cứ đứng gần người ông ôi vôi. 1 triệu của em ôi vôi nhanh lên ship hàng rồi về anh cho thêm. Dạ đại ca yên tâm đi em giật đúng giờ được anh sẽ chờ. Cháu ship đến rồi, I'm sorry cháu đến muộn. Ship 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 cái gì, cháu ship cho Vinh thịt lợn. Đường mày đi có lắm công an, dạ công an không có đâu anh. Mà sao anh lại hỏi thế, chuyện công an liên quan gì ạ? Mẹ thằng ngu nói bé thôi con, tại sao ai cũng nói em ngu. Mà thôi bài anh em về nhé, mời hai anh uống nước chè. Em đi ship tiếp đây, hey, bye bye. Cố làm đi, dành tăng chức lo lên làm đệ tử cứng của anh đấy nhá. Em cảm ơn anh.
May quá có anh Thư, Tết này em không biết tiêu gì anh ạ. Nữa, nhà em nghèo lắm. Có anh đây chứ không cần phải lo nhá. Dầm ba cái thằng ship Mai Thúy đòi lên chức cơ. Ma túy à, thôi chết em rồi, đi bóc lịch chắc cũng 80 năm. Anh Quốc à, thôi nhé em về, chơi món này tội chết anh ơi. Ơ, đừng đi em trai của anh, có sao đâu, cứ theo anh, tiền em sẽ có nhiều hơn để mua nhà và xăm con xe. Em nghĩ rồi, em vãi linh hồn, không nói nhiều. Thế chú muốn dư lao, tôi cứ về. Ông thích căng không, tôi sẽ gọi để báo công an. Ôi đừng em ơi cứ bình tĩnh, báo công an. Chết như trời, mẹ anh con anh vợ anh sẽ thế nào, sống ra sao. Anh xin em. Mày tưởng chỗ này thích đến là đến mà thích đi là đi à? Em không cần tiền, em trả anh hết. Thả mày bố mẹ em. Về á? Bọn tao cần mày phải im lặng, mà là im lặng vĩnh viễn. Đại ca, đại ca. Thảo, Thảo, em bị điên à? Tôi là Trung úy Nguyễn Phương Thảo, cục phòng chống tội phạm ma túy. Anh đã bị bắt với tội danh vận chuyển dụ dỗ người khác mua bán ma túy trái phép và cố ý giết người. Khốn nạn! Mày có thể lừa tao bao lâu này, nhưng bắt tao á còn lâu. Anh em! Các đồng chí, anh đâu? Bọn em! Anh cũng phải bị lừa rồi! Chị ơi, tội này của em đi mấy năm mà chị? Tôi không bắt cậu, cậu về đi. Lần sau đừng hám tiền tin người nữa, cố mà hoành cho tốt. Em cảm ơn. À mà này, chị bảo chị không bắt em rồi cơ mà. Tôi ăn đi cậu rồi đấy. Về Tết không có gì làm thì có tôi chơi cùng. Vâng, hú hồn. Mẹ ơi, nha. Happy New Year.